Nói thẳng, cảnh giác chuyện buôn thần bán thánh. Thưa quý vị và các bạn, hãy trả lễ hội về với dân gian. Hãy đến chùa chiền bằng cái tâm trong sáng để chung tay loại bỏ những biến tướng dị đoan, buôn thần bán thánh. Tết Nguyên đán ở nước ta gắn liền với nhiều lễ hội. Đây là điểm mạnh, dịp để truyền đi tinh hoa văn hóa, tâm linh, vật thể và phi vật thể Việt qua những lễ hội có tính lịch sử, văn hóa ngàn đời. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu nếu bị lợi dụng theo kiểu tháng riêng là tháng ăn chơi và tìm cách trục lợi theo kiểu buôn thần bán thánh. Nhiều lễ hội kéo dài như hội Xuân Bái Đính Giáp Thìn 2024 kéo dài từ mùng 6 Tết đến hết tháng 3 âm lịch. Lễ hội Chù Hương cũng dài tương tự. Ngoài ra, nhiều địa phương khác từ Bắc chí Nam đều có nhiều lễ hội thu hút rất đông đảo du khách. Chính vì nhiều lễ hội nên rất dễ xảy ra những hiện tượng mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Hội Chù Hương, hội Gióng, đền Cổ Loa hay Bà Trưng tưng bừng mở hội vào mùng 6 tháng Giêng, ngày 15 tháng 2, dù vẫn còn những hình ảnh phản cảm như tranh cướp lộc, treo kéo, mê tín dị đoan nhưng cũng đang bớt dần. Tại lễ hội Gióng đền Sóc 2024, Sóc Sơn, Hà Nội, ban tổ chức thay đổi hình thức bắt lộc thay cho tranh cướp lộc. Để tránh tranh chấp, nhưng việc tranh nhau để có được lộc hoa tre vẫn diễn ra khá ác liệt. Lễ hội Chù Hương cũng được tổ chức khá tốt. Nhiều người đến Chù Hương để du xuân, chảy hội, không đặt nặng vấn đề cầu cúng. Những mâm lễ đơn giản, không phô trương như những lời cầu mong một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Đó là nét mới, dần dần sẽ trở thành thói quen của người dân khi du xuân. Những kết quả đáng khích lệ đó là nhờ thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý lễ hội và kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó nhấn mạnh không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục, lạc hậu. Thành phố cũng đã công bố đường dây nóng 0965 404 557 để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về lễ hội. Tệ nạn buôn thần bán thánh chỉ xuất hiện ở những đền chùa nhỏ. Ví dụ đền Đức Thánh Cả, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa là một trong những ngôi đền thiêng ngay từ ngày mùng 1 Tết đã có rất đông đảo khách thập phương đổ về chiêm lễ. Dọc đường vào đền, nhiều hàng quán bán đồ ăn uống mở loa công suất lớn mời chào. Mùi dâu rán, xúc xích nướng làm không gian trở nên ngột ngạt. Vào trong đền, không gian chật chội nhưng nhiều người vẫn thắp hương, đốt nến. Đặc biệt, dịch vụ khấn thuê khá tấp nập bởi nhiều người vẫn có nhu cầu. Nhiều người của đền đi mời khách công đức và giới thiệu dịch vụ gửi lễ tuần rằm. Nghĩa là khách tùy tâm đặt tiền, ghi lại họ tên, địa chỉ. Nhà đền sẽ có trách nhiệm kêu cầu cho khách cả năm dịp ngày rằm, mùng 1 hàng tháng. Nếu so sánh, chuyện gửi lễ tuần rằm không khác gì chuyện người thân gửi lễ cho người chăm sóc nghĩa trang, lo cung kính cho người thân chôn cất ở nghĩa trang. Nhưng gửi lễ tuần rằm rất sáng tạo trong câu chữ để dụ khách cúng cho chính mình và người thân còn sống. Lường trước những vấn đề có thể xảy ra, đặc biệt là các vấn đề lợi dụng tín ngưỡng đẩy lên thành mê tín, trước Tết Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 11 về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo và lễ hội, đồng thời lên án đấu tranh quyết liệt chống các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội để trục lợi. Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Nhờ chỉ đạo rất quyết liệt và chỉ đích danh hoạt động mê tín dị đoan nêu trên của Thủ tướng, các hoạt động này ẩn khuất hoặc chìm lấp đâu đó, không dám hoạt động công khai như mọi năm. Dẫu sao, đó cũng là một bước tiến đáng ghi nhận khi người dân ngày càng hiểu các hoạt động tâm linh tín ngưỡng khác với hoạt động mê tín. Tuy nhiên, cho đến nay, những mặt trái của lễ hội năm 2024 vẫn chưa bộc lộ hết vì vẫn còn hàng nghìn lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, hiện thành phố có hơn 1.500 lễ hội được tổ chức trong năm 2024 với nhiều quy mô khác nhau. Trong đó, phần lớn các lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân, ngay sau Tết Nguyên đán. Hãy trả lễ hội về với dân gian. Hãy thẳng thắn nhìn vào mặt trái của lễ hội, chung tay loại bỏ những biến tướng dị đoan, buôn thần, bán thánh, thương mại hóa lễ hội. Với tín ngưỡng,
Cũng tương tự, hãy đến với chùa chiền, đến với Phật bằng cái tâm trong sáng thì niềm tin mới bền vững. Các Phật tử nên ghi nhớ câu dạy của Đức Phật rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, nhằm nhắc nhở việc tu học phải đúng chính pháp. Đừng mang mê tín vào cửa chùa, nhà chùa cũng đừng thực hiện các hoạt động khiến người dân lầm tưởng Phật giáo là mê tín. Trừ điểm giấy phép lái xe sẽ nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình một số nội dung của dự luật được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Trong đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe. Trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính, mà là một biện pháp quản lý nhà nước. Chuyện này không mới. Nhiều nước trên thế giới áp dụng quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm luật giao thông và đã mang lại hiệu quả rất cao. Ví dụ, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, một lần lái xe vi phạm sẽ bị trừ 1 điểm. Tất cả thông tin được lưu trên hệ thống kiểm soát. Nếu bị trừ hết 12 điểm, sẽ mất quyền lái xe, cần phải học và bổ sung theo quy định. Ở nhiều nước, ô tô là đôi chân, không được lái xe là cụt chân, nên ai cũng sợ mà lo giữ đôi chân. Bị xử phạt hành chính, tốn tiền nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống như bị tước quyền lái xe. Đa số vụ tai nạn giao thông xảy ra là do lái xe chạy ẩu. Nếu như ai cũng chấp hành đúng quy định, lái xe cẩn thận thì không có số người chết và thương tật mỗi năm cao như hiện nay. Nếu áp dụng trừ điểm bằng lái trong thời gian không được lái xe, các bác tài xe khách, xe tải, xe buýt coi như bị mất cần câu cơm, lấy gì nuôi vợ con, sợ là ở chỗ này đây. Còn nhiều người đi lại làm ăn buôn bán nhờ chiếc xe, nếu mất quyền lái xe sẽ rất bất tiện, phụ thuộc vào các dịch vụ khác, tốn kém và không chủ động. Cho nên ai cũng lo sợ khi bị trừ điểm giấy phép lái xe. Và cách tốt nhất là không vi phạm luật khi lưu thông. Đây là biện pháp để kiểm soát và quản lý quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe. Việc vi phạm và tái phạm. Không phải anh có giấy phép lái xe là suốt đời, mà phải ý thức rằng nếu như không chấp hành quy định của pháp luật giao thông sẽ bị mất quyền lái xe. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tuần tra kiểm soát, xử phạt rất nghiêm nên đã kéo giảm số vụ tai nạn giao thông cũng như số ca tử vong. Nhưng mục tiêu là phải an toàn hơn, giảm tối đa tai nạn, để Việt Nam là một đất nước an toàn, trong đó có an toàn giao thông. Muốn đạt được mục tiêu đó cần phải có nhiều biện pháp quyết liệt hơn, quản lý khoa học hơn và đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe là rất phù hợp. Bộ Công an cũng đưa ra giải pháp hài hòa để có cửa cho người vi phạm, khắc phục hậu quả. Trường hợp sau 1 năm kể từ lần trừ điểm gần nhất, nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi số điểm ban đầu. Làm quyết liệt, nhưng nếu lái xe thay đổi nhận thức, chấp hành tốt thì sẽ được nhận lại đầy đủ quyền lái xe với số điểm trọn vẹn. Yên tâm làm ăn, công tác.